Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tái hợp chồng cũ Trịnh Hội sau hơn thập kỷ ly hôn. Hiện tại nữ MC Kỳ Cựu vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc tái hợp Trịnh Hội. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt, cả hai nắm chặt tay nhau tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà nữ MC dành cho đối phương, cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa hai người. Qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về nếu anh chờ. Lời hứa năm xưa em vẫn giữ, từ nay mình nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại như anh đã hứa với em, anh nhé, Kỳ Duyên viết. Sau những dang dở trong chuyện tình cảm, MC Kỳ Duyên úp mở việc tái hợp người cũ. Ngay lập tức, bài đăng của Kỳ Duyên nhận được quan tâm rất lớn từ bạn bè và cư dân mạng. Mà sự chú ý đổ dồn vào ngôn từ cô viết gửi đến người thương, từng dòng chữ như đang ngụ ý nối lại tình xưa. Căn cứ vào bức ảnh được Kỳ Duyên công khai, không ít bình luận cho rằng ngoại hình người đàn ông rất giống MC Trịnh Hội, chồng cũ của cô. Đặc biệt, nhiều bạn bè của Kỳ Duyên cũng úp mở việc nữ MC tái hợp người chồng thứ hai sau hơn một thập kỷ ly hôn. Người đàn ông sánh vai Kỳ Duyên theo đồn đoán là chồng cũ của nữ MC. Vóc dáng người đàn ông giấu mặt được cho là rất giống Trịnh Hội. Chúc anh chị hạnh phúc, người sau chia tay nhiều năm vẫn nhớ chia nhà cho ta, là người luôn muốn cùng ta tiếp tục nắm tay và xây ngôi nhà ấm áp. Em vui quá. Chúc mừng anh chị có duyên có nợ, chắc chắn sẽ quay về. Chị không ngạc nhiên và rất cảm động, thật vui với hạnh phúc vì hai em đã về lại bên nhau. Nhiều người nghi ngờ màn tái hợp của Kỳ Duyên Trịnh Hội. Trước những suy đoán và bình luận chúc mừng của mọi người, nữ MC hiện tại vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn nối lại tình xưa. Kỳ Duyên nổi tiếng tại các sân khấu hải ngoại với tài năng ăn nói lưu loát và được biết đến là người đẹp trí tuệ. Thế nhưng trái ngược với đường công danh, tình duyên của cô lại khá lận đận với hai lần đò và một cuộc tình 10 năm không cưới. Cô kết hôn lần đầu với một bác sĩ Việt Kiều và có hai cô con gái. Cuộc sống sung túc, không thể cứu vãn cuộc hôn nhân khi cả hai nảy sinh nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ cuối năm 2004, nữ MC hải ngoại tái hôn với nam luật sư kim MC Trịnh Hội. Khi ấy, bà mẹ hai con đã 39 tuổi, Trịnh Hội kém bà xã 5 tuổi, nhưng rất chín chắn, Kỳ Duyên Trịnh Hội thỏa mặn nồng. Nhưng tưởng Kỳ Duyên sẽ đi đến cuối cuộc đời với tri âm tri kỷ của mình, nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài được 4 năm. Đầu tháng 5 2008, tin đồn về sự rạn nứt của Kỳ Duyên và Trịnh Hội bắt đầu rộ lên, nhưng cả hai giữ im lặng. Mãi đến đầu tháng 12 2008, thông qua trang cá nhân, Kỳ Duyên chính thức thông báo về sự tan vỡ. Sau 2 năm chia tay, Kỳ Duyên Trịnh Hội xây dựng gia đình với người vợ mới tên Mai Thi, còn nữ MC cũng hạnh phúc bên bạn trai kém 8 tuổi David Duy Hân. Tuy nhiên sau 10 năm gắn bó thì Kỳ Duyên và bạn trai cũng chia tay trong sự tiếc nuối. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.